皆さんこんにちは。早川沙織です。ベトナム語ではチュックと呼ばれています。私は以前ベトナムに1年住んでいました。私にとってベトナムは常に多くの興味深いことや多くの探求するべき伝統文化がある国です。その中でもベトナムの伝統的な手刺繍は特に印象に残っています。ベトナムでは手刺繍は古くからある伝統的な職業と考えられています。手刺繍には風情があり、ベトナムの豊かな文化に根付いています。ベトナムの手刺繍には独特な美しさがあり、格別な輝きを放ちます。私は日本にいる時はあまり手刺繍を見かけることがありませんでしたが、ベトナムに来て鮮やかな色や艶を持つこの手刺繍をよく目にするようになり、非常に興味を持ちました。Đẹp quá. Để theo như thế này thì người làm phải rất khéo tay nhé. Đẹp không ạ? Em cảm ơn chị ạ. Mình mua xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi một nơi mà có thể tìm hiểu nhiều hơn về kỹ thuật theo tay của Việt Nam. Chúng ta cùng đi nhé.私は 2T という手刺繍店に訪れ、手刺繍職人のマイ・ランさんに会いました。ランさんはハノイ中心部から南へ約25キロ離れた手刺繍で有名な村クワトドンに生まれ、小さい頃から手刺繍を学びました。現代社会に伝統的な手刺繍を保存し発展させたいという願いから、ランさんと友達は手刺繍職人と若者をつなぐ場所を作りました。そしてここはランさんの情熱を満足させる場所となりました。Em chào chị ạ. Xin chào em. À, chị đang làm gì ạ? Chị đang theo một con lợn rất là xinh. Theo lịch của Việt Nam thì gọi là năm Hợi.Và con lợn này thì nó biểu trưng cho năm tuổi của năm nay. Em có muốn thử theo không? Dạ có ạ. Vậy thì mình cùng theo nhé. Vâng ạ. Theo có những bước cơ bản gì ạ? Như chúng ta thấy đây là có chỉ là có kim, là những cái dụng cụ mà chúng ta cần để theo. Chỉ thì được làm từ cốt tông, quê chị là nhuộm màuđể tạo ra những cái màu sắc rất là đẹp đây. Ví dụ như là xanh, đỏ, vàng. Đầu tiên chúng ta sẽ phải sâu chỉ. Hình như hơi khó. Chị ơi, cái này khó quá. Chị làm cho em được không? Để chị giúp nhá. Chị giúp chút nhá. Oh, em cảm ơn chị. Rồi, tay phải ở trên. Ở trên ạ? Trên. Luôn luôn ở trên. Tay trái luôn luôn ở dưới. Ok. Nào.Tay này ở trên. Ok. Không sao. Như thế này bắt đầu là rất đẹp. Chị ơi, khi mà làm áo dài như thế này thì chị mất bao lâu ạ? Áo dài thì tùy theo cái mẫu thêu, nhưng trung bình thì những người thợ ở làng Quốc Động thường mất từ 7 ngày đến 10 ngày.Để theo lên một mẫu trung bình. Còn những cái mẫu mà nhiều hơn, đòi hỏi công phu hơn thì có thể mất cả tháng. 手刺繍はもともと女性の仕事だとランさんは教えてくれました。そのため今でもクワトドン村のほとんどの女性は小さい頃から刺繍の技術を学んでいます。簡単なモチーフから複雑なデザインまで扱える手刺繍の職人になるには最長20年かかります。Chị ơi, theo thì đàn ông có thể làm được không ạ? Một câu hỏi rất là thú vị. Đàn ông có thể theo được và theo rất là tốt. Những người đó thì hiện nay lại rất là nổi tiếng và được tôn là nghệ nhân. 手刺繍は難しいです。洋服に美しい模様を施すには職人は手先の器用さが必要です。
私もできるだけ頑張って素敵な作品を作ります。おお、xong rồi。Mình hoàn thành rồi. Các bạn nghĩ như thế nào? Chúc lần đầu tiên theo nhưng mà đẹp đấy. À, hôm nay em rất là rất cảm ơn chị đã dạy cách theo cho em mà. Chị cũng cảm ơn Chúc đã đến với tiệm theo tay Tú Thị để trải nghiệm một cái buổi theo truyền thống của người Việt Nam. Vâng ạ. Các bạn ơi, Tết 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 rồi, Tết 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 rồi. Chúc mừng năm mới.